Tai nghe Sony Open Ear nghe cùng lúc âm thanh trong và ngoài một cách tự nhiên nhất. Chiếc smartphone mang tên S9 với thiết kế giống iPhone X và giá thành chỉ 150 USD. Xiaomi Mi Mix 2S lộ ảnh thực tế trang bị cảm biến vân tay dưới màn hình. Ila X là smartphone có thiết kế lố bịch nhất tại MWC 2018. Vượt qua cả Instagram và Facebook, ứng dụng mạng xã hội này thu hút hơn 500.000 lượt tải trên App Store chỉ trong một ngày. Phủ sóng 4G trên mặt trăng vào năm 2019. Bạn yêu thích những sản phẩm công nghệ? Bạn quan tâm đến những thông tin khoa học lý thú? Đừng bỏ lỡ bản tin B News được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh YouTube Công nghệ B Channel. Bằng cách khoét thêm một chiếc lỗ trên nấm nhét vào tai nghe, Sony đã đưa ra dòng tai nghe mới giúp người dùng có thể vừa nghe nhạc từ trong tai nghe và vừa nghe âm thanh từ môi trường bên ngoài một cách tự nhiên nhất. Dòng tai nghe mới này hữu dụng với những ai phải đeo tai nghe nói chuyện điện thoại mà vẫn có thể giao tiếp được với những người xung quanh. Khi bạn đeo tai nghe này sẽ mang lại sự thoải mái như không đeo, bởi vì phần lỗ để âm thanh môi trường đi vào tai nghe đã được cân bằng áp suất giữa trong và ngoài tai. Và vấn đề này là vấn đề mà vốn là điều khó chịu nhất của chúng ta khi sử dụng tai nghe. Tuy nhiên, chiếc tai nghe này không phải là công cụ phù hợp với nhiều người dùng có nhu cầu nghe nhạc, bởi vì nguyên lý hoạt động của nó là sự dung hòa âm thanh trong tai nghe và môi trường bên ngoài để cho bạn có cảm giác thoải mái và dễ chịu nhất. Không chỉ cảm giác đeo thoải mái mà thiết kế của tai nghe này cũng rất tinh tế. Người khác chỉ nhìn thấy một ống tròn nhỏ làm nhiệm vụ dẫn âm thanh từ phần chính của loa vào trong tai, giống như những anh cảnh vệ hay đeo trên tai để có thể trao đổi. Sony giới thiệu hai chiếc tai nghe Open Ear tại MWC 2018 năm nay, một chiếc bình dân mã STX40D có dây và chiếc Xperia Ear Duo không dây hoàn toàn. STX40D sẽ được bán ra với giá khoảng 80 USD và Xperia Ear Duo có giá khoảng 280 USD. Cả hai có thể được bán ra vào tháng 5 tới. Các bạn thân mến, nếu bạn là một tín đồ yêu thích thiết kế của siêu phẩm iPhone X hoặc là Galaxy S9 vừa mới ra mắt, lại không có đủ khả năng tài chính, thì điều này đã không còn là vấn đề to lớn nữa khi đã xuất hiện một chiếc smartphone Ligu S9, một sản phẩm đến từ nhà sản xuất smartphone Trung Quốc với giá thành cực kỳ rẻ, chỉ 150 USD. Ligu S9 là chiếc smartphone Android có thiết kế gần như y chang mẫu của iPhone X của Apple, từ kiểu màn hình tai thỏ, mặt lưng bóng bẩy cho đến cả hệ thống camera chính ở mặt sau máy. Ban đầu Ligu S9 dự định phát triển smartphone mới dựa trên Galaxy đời mới của Samsung. Thế nhưng do chi phí phát sinh trong lúc sản xuất đã khiến hãng quyết định chọn kiểu thiết kế giống iPhone X. Mới đây, nhà sản xuất smartphone đến từ Trung Quốc đã giới thiệu được phiên bản hoàn chỉnh của Ligu S9 tại MWC 2018 với viền bezel mỏng và sở hữu phần notch tai thỏ đặc trưng được lấy cảm hứng từ iPhone X. Về cấu hình chi tiết, bản sao của iPhone X sẽ sở hữu màn hình HDR 5.5 inch hỗ trợ tỷ lệ khung hình là 19.5:9, RAM 4GB cùng bộ nhớ trong 32GB, camera kép 13MP, viên pin có dung lượng là 3.300 mAh. Tuy nhiên, bộ vi xử lý lõi 8 chân mà chiếc smartphone này được trang bị hiện vẫn còn là một ẩn số. Bên cạnh đó, phần notch, tai thỏ, camera phía trước cho phép nhận dạng khuôn mặt để mở khóa điện thoại của người dùng. Các bạn thân mến, Xiaomi đã vừa xác nhận ra mắt chiếc điện thoại Mi Mix 2S vào ngày 27 tháng 3 tới với chip xử lý Snapdragon 845. Những thông tin khác về máy vẫn khá ít ỏi. Tuy nhiên, một bức ảnh được cho là Mi Mix 2S vừa xuất hiện trên mạng và tiết lộ thêm khá nhiều điều thú vị. Theo như bức ảnh này, Mi Mix 2S sẽ có cả 4 viền đều mỏng, cảm biến vân tay có thể được nhúng dưới màn hình, nhưng cũng không loại trừ khả năng cảm biến này vẫn ở mặt sau máy và biểu tượng vân tay trên màn hình chỉ là để nhắc người dùng chạm vân tay vào cảm biến ở sau để mở khóa, như giao diện màn hình khóa trên Android gốc. Ngoài ra, theo các tin đồn trước, Mi Mix 2S sẽ có phần cạnh góc phải ăn sâu vào màn hình để chứa camera trước, nhưng ảnh này khá tối nên không thể khẳng định được là có hay không. Mi Mix 2S sẽ ra mắt vào ngày 27 tháng 3 tới, có thể máy sẽ được trang bị màn hình OLED lên đến 6.01 inch và cảm biến camera IMX363. Tại sự kiện MWC 2018, Ila thực sự đã đem đến cho một làn gió mới với hàng loạt sản phẩm thú vị, điển hình như là Ila Shield hay là Ila PV206. Tuy nhiên, Ila X mới là chiếc smartphone gây được nhiều chú ý nhất cho dư luận. Không phải vì kiểu dáng hay là các tính năng đặc biệt mà bởi nó bắt chước iPhone X một cách không thể lố bịch hơn. Với thiết kế tai thỏ cùng camera dọc, nếu nhìn lướt qua Ila X không khác gì là một chiếc iPhone X phiên bản lỗi với phần notch giả và viền trên dưới rất dày. Tắt màn hình thì trông rất đẹp mắt, nhưng mở lên là phải than trời.
Ấy vậy mà ảnh quảng cáo chiếc điện thoại này lại lung linh như các hot girl trên mạng vậy. Hila sở hữu màn hình HD tỷ lệ 18:9, kích thước 5.5 inch, thiết bị mang trong mình sức mạnh đến từ chipset MediaTek MT6737, 3GB RAM, bộ nhớ trong 32GB cùng viên pin dung lượng 2500 mAh. Mặt sau máy được trang bị cụm camera kép 13 MP cùng camera selfie 50 MP ở mặt trước. Các bạn thân mến, Vero là một ứng dụng chia sẻ hình ảnh được phát hành vào năm 2015 và gần như là vô hình giữa hàng trăm ngàn ứng dụng di động khác. Một tuần trước, Vero thậm chí còn không có tên trong danh sách 1.500 ứng dụng phổ biến nhất trên hệ thống App Store. Thế nhưng giờ đây, chính ứng dụng này lại trở nên hot đến mức khiến cho server liên tục lâm vào tình trạng quá tải, dẫn đến nhiều người dùng thậm chí không thể đăng được hình ảnh hay là đăng nhập vào tài khoản của mình. Theo thống kê của Sensor Tower, Vero đã đón nhận hơn 500.000 người dùng iOS trong vòng 24 giờ qua, tính riêng cho thị trường Mỹ, và có lẽ là đa số họ đều chuyển qua từ một trong những nền tảng chia sẻ hình ảnh đình đám nhất hiện nay, Instagram. Vero là một ứng dụng mạng xã hội miễn phí, không có chứa quảng cáo, ra mắt vào năm 2015 và sẽ giúp bạn được là chính bản thân mình. Đây là sản phẩm của tỷ phú Ayman Hariri, đồng thời cũng là con trai của cựu thủ tướng Liban Rafis Hariri. Và lý do ra đời của Vero là bởi vì vị tỷ phú này cảm thấy chán ngấy với chính sách bảo mật của các mạng xã hội hoạt động dựa trên quảng cáo khác. Về cơ bản, cơ chế hoạt động của Vero khá giống với Instagram với một số khác biệt quan trọng. Bên trong việc cho phép người dùng đăng tải hình ảnh, ứng dụng này còn có khả năng chia sẻ văn bản với các đường link URL, cũng như đưa ra nhiều gợi ý về sách, chương trình TV hay là những bộ phim mà người dùng có thể yêu thích. Điểm khác biệt lớn nhất so với những nền tảng mạng xã hội hiện nay chính là Vero không sử dụng thuật toán để sắp xếp newsfeed của mình. Thay vào đó, các bài đăng sẽ được sắp xếp theo trình tự thời gian, với những bài đăng mới nhất sẽ hiển thị trước. Người dùng cũng có thể tìm kiếm những bài viết của bạn bè bằng cách nhập vào từ khóa hoặc là thông qua các hashtag phổ biến. Ngoài ra, Vero còn có khả năng phân biệt các tài khoản kết nối với người dùng thông qua mối quan hệ giữa họ. Theo đó, người dùng có thể đánh dấu một số tài khoản khác là bạn thân, bạn bè, người quen hoặc là người theo dõi, cùng nhiều lựa chọn chia sẻ bài đăng cho từng nhóm đối tượng cụ thể, ví dụ như những bài đăng mà chỉ có bạn thân mới xem được. Vero cũng đặc biệt chú trọng đến các chính sách bảo mật và cam kết chỉ thu thập một lượng rất nhỏ thông tin người dùng như tên, địa chỉ email và số điện thoại. Những dữ liệu này sẽ được giữ kín và không hề chia sẻ cho bên thứ ba. Công ty BT Scientist của Đức đang lập kế hoạch xây dựng trạm phát sóng 4G đầu tiên trên mặt trăng. BT Scientist sẽ triển khai ý tưởng này trong nhiều năm kể từ cuộc thi Google Lunar X-Prize. Lần này, đối tác của BT Scientist là hãng xe Audi, công ty viễn thông Vodafone và Nokia. Vodafone sẽ chịu trách nhiệm thiết kế mạng lưới 4G trên mặt trăng. Nokia sẽ sản xuất một phần cứng để hỗ trợ mạng trên không gian thông qua Nokia Pearl Labs. Hãng tuyên bố phần cứng này sẽ nhỏ tới mức chỉ nặng chưa tới 1 kg, hỗ trợ sự phát triển của công nghệ không gian cho việc kết nối, thu thập và lưu trữ dữ liệu trong tương lai là nhiệm vụ quan trọng. Ông Marcus Weldon, chủ tịch Pearl Labs, chia sẻ: Audi sẽ sản xuất hai chiếc xe có tên là Audi Lunar Quattro Rovers làm nhiệm vụ kết nối với trạm cơ sở ở tàu không gian Autonomous Landing hay là Navigation Module. Sử dụng công nghệ vệ tinh hiện đại kết hợp với mạng 4G, BT Scientist sẽ có thể phát sóng trực tiếp dữ liệu khoa học với độ phân giải HD từ mặt trăng xuống trái đất. Hiện tại, BT Scientist đã ký hợp đồng với SpaceX, công ty con của Elon Musk, vừa phóng thử nghiệm hai vệ tinh vào vũ trụ trong dự án Starlink. Tên lửa SpaceX Falcon 9 sẽ có nhiệm vụ đưa tất cả thiết bị của mạng lưới an toàn lên mặt trăng vào năm 2019. Đây chính là dự án tư nhân đầu tiên trên mặt trăng. Mạng 5G cũng là nằm trong dự án phủ sóng mặt trăng nhưng chưa thể thực hiện vào năm 2019 vì đặc tính riêng và những điều kiện khắc nghiệt ở môi trường vũ trụ. Thời gian mạng lưới 4G tồn tại được trên mặt trăng vẫn chưa được các hãng sản xuất tiết lộ. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin BNews ngày hôm nay. Nếu các bạn cảm thấy hay và hữu ích, đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của BChannel. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.